Chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cố gắng để cái tiền thôi. Hôm nay mình sẽ tôm mỏ cho các bạn xem. Cái gì đấy? Không sao, không phải lo. Trắng thì kệ nó trắng, mình nhóm lại cũng được mà. Nhà đấy may quá. May vãi chiều. Giờ vẫn còn một cái tài khoản Google lúc trước, số điện thoại cũ.
Em mà em tắt xong rồi.